Thông tin về hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ AI đầu tiên tại Việt Nam sẽ mở đầu cho cụm tin tổng hợp hôm nay. Lần đầu tiên, việc ứng dụng công nghệ 4.0 tích hợp trí tuệ nhân tạo AI tạo nên một hệ sinh thái dành riêng cho nam giới vừa được Nerman Việt Nam ra mắt. Hệ sinh thái Nerman trải dài từ điều trị, dưỡng da, chăm sóc đến cung cấp các giải pháp hỗ trợ, giải quyết các vấn đề về sức khỏe và làm đẹp cho nam giới. Một trong những tính năng vượt trội của ứng dụng Nerman là có thể phân tích 6-7 yếu tố khác nhau của da chỉ thông qua một tấm ảnh, từ đó gợi ý 103 chu trình điều trị chăm sóc được cá nhân hóa. Gây được cái đeo cổ trang suốt như thế này, dễ hàm bí và gây nên mụn nhiều quá. Và đây là combo này mẹ. Bước 1, mình sử dụng sữa rửa mặt cảm giác rất là thoáng sạch, không mùi hóa chất như các sản phẩm khác mình dùng. Bước 2, chấm nhỏ lên mụn bằng kem mụn nè men. Wow, da mặt bình tĩnh chất sáng hơn hẳn, không còn sần sùi và nhìn đến như trước đây. Sạch như vậy thì một trường hợp có cơ hội tăng đồng đó nha. Thành phần hoàn toàn phù hợp với nam giới, lại còn có nano curcumin thấm sâu vào da, diệt mụn và còn nhiều thâm nữa. Combo nè men là vũ khí đỉnh cao để cho mình có làn da đẹp như thế này đấy. Còn bạn thì sao? Còn chờ gì nữa? Bạn đang đau đầu vì mụn mãi không hết? Combo đẹp trai Nerman là bộ sản phẩm dưỡng da trị mụn mang lại công dụng chăm sóc sắc đẹp toàn diện dành riêng cho nam giới. Bộ sản phẩm gồm một gel rửa mặt sạch sâu, một kem trị mụn và một kem dưỡng trắng mở sẹo. Các sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và phù hợp với mọi loại da, là cứu tinh của làn da mụn. Nerman cắt tinh của mụn ở nam giới, đánh bay mụn da, hết mụn, giảm thâm, liền sẹo và trắng lên trong thấy. Chiết xuất thực vật, Nerman sử dụng tinh dầu trà xanh, chiết xuất rau má, chiết xuất cúc La Mã tinh chất nghệ, hồi phục tái tạo da sau mụn. Nerman sử dụng các thành phần thực vật lấp đầy các khoảng trống tổn thương do mụn, hồi phục da về nguyên trạng. Để mua hàng chính hãng, mời bạn bấm vào link màu xanh để dưới phần bình luận hoặc mô tả video, điền họ, tên, số điện thoại, địa chỉ và ấn nút đặt hàng. Sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn xác nhận trước khi giao hàng.